19 năm trước, Hải quân Hoa Kỳ đã đưa một trong những con tàu bất thường và gây tranh cãi nhất từng tham gia hạm đội. Tàu USS Jupiter, một tàu vận tải than kỳ cựu, nổi lên từ các xưởng đóng tàu ở Portsmouth, Virginia, được chuyển đổi thành USS Langley, mới tàu sân bay thực sự đầu tiên của Hải quân. Ngày nay, 10 thập kỷ sau, tàu sân bay vẫn là trung tâm của hạm đội chiến đấu và 11 tàu sân bay của dịch vụ này vẫn có cùng sứ mệnh dự án sức mạnh không quân từ biển. Nhưng sau gần 100 năm, điều đáng đặt ra là tàu sân bay có phải là công cụ hữu hiệu nhất của sức mạnh biển hiện đại không? Và nếu không, có thể có thứ gì khác thay thế nó không? Cuộc tấn công Trân Châu Cảng và sự đi lên của tàu sân bay đến mùa đông năm 1941, Hải quân Hoa Kỳ có 8 tàu sân bay, bao gồm cả Langley, trở thành hạm đội tàu sân bay lớn thứ 3 trên thế giới. Cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 12 năm 1941 đẩy Hoa Kỳ vào thế chiến thứ 2, nhưng Hải quân đã mất 0 tàu sân bay trong cuộc tấn công. Trong cuộc tấn công đó, Hải quân Đế quốc Nhật Bản đã cho Mỹ thấy cách nhiều tàu sân bay kết hợp thành các lực lượng đặc nhiệm có thể tổng hợp sức mạnh trên không. Và không chỉ đánh bại các hạm đội khác mà còn tấn công các mục tiêu trên bộ. Hải quân trước đây đã sử dụng các tàu sân bay làm nhiệm vụ trinh sát cho các hạm đội thiết giáp hạm, đã nhanh chóng rút ra bài học và sử dụng các tàu sân bay để đánh tan Hải quân Đế quốc Nhật Bản tại Midway. Sau đó, nó tiến hành một chiến dịch nhảy đảo qua Thái Bình Dương để đẩy lùi bước tiến của Nhật Bản. Trong khi đó, ngành công nghiệp của Mỹ đã phát triển quá mức trong việc chế tạo tàu sân bay và máy bay chiến đấu dựa trên tàu sân bay. Chỉ 4 năm rưỡi sau Trân Châu Cảng, Mỹ đã sở hữu một lực lượng khổng lồ gồm 99 tàu sân bay các loại. Tàu sân bay tiếp tục là nền tảng hải quân thống trị trong suốt chiến tranh lạnh, thay thế máy bay chạy bằng piston bằng máy bay phản lực, và các tàu sân bay của Mỹ đã sử dụng năng lượng hạt nhân làm nguồn nhiên liệu chính. Ngay cả việc phát minh ra bom nguyên tử cũng không chấm dứt được ưu thế của các tàu sân bay, thay vào đó, các tàu sân bay đã trở thành một nền tảng để cung cấp vũ khí nhiệt hạch. Khi Hải quân Liên Xô giải thể vào cuối chiến tranh lạnh, lực lượng tàu sân bay của Hải quân Mỹ thu nhỏ lại và trở thành công cụ của chiến tranh viễn chinh, hỗ trợ cho các cuộc chiến tranh trên bộ với sức mạnh không quân trên biển. Bây giờ, trong thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, các mối đe dọa mới từ Nga và Trung Quốc có thể đánh dấu sự kết thúc của các tàu sân bay, hoặc buộc chúng phải đổi mới thành một thứ gì đó mới sẽ tiếp tục thống trị lĩnh vực hàng hải. Ngày nay, Hải quân Hoa Kỳ vận hành một hạm đội gồm 11 tàu sân bay, 10 tàu sân bay cấp Nimitz và một tàu sân bay cấp Ford mới. Tất cả 11 tàu sân bay đều chạy bằng năng lượng hạt nhân và thường có một cánh không quân trên tàu sân bay lên tới 74 máy bay, bao gồm 44 FA, 18EF Super Hornet và F-35 Seasoned Strike Fighter, 5 máy bay phản lực tấn công điện tử EA-18G Growler, 4E-2 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không Hawkeye, 2 vận tải cơ C-2 Greyhound và 19 trực thăng Seahawk. Một nhóm tấn công tàu sân bay điển hình bao gồm một tàu sân bay với cánh máy bay gắn trên tàu sân bay, một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhiệm vụ của các tàu không tàu sân bay là bảo vệ và phòng thủ tàu sân bay. Nhưng nhiều tàu cũng trang bị một lượng hỏa lực đáng kể của riêng mình, bao gồm cả tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk. 10 trong số 11 tàu sân bay có trụ sở tại Hoa Kỳ, phân chia giữa các bờ biển Đông và Tây. Một tàu sân bay USS Ronald Reagan được đưa về quê hương tại Yokosuka, Nhật Bản. Ít nhất 3 tàu sân bay có mặt trên biển bất cứ lúc nào, với 3 tàu sân bay khác quay trở lại sau đợt triển khai hoặc chuẩn bị cho một tàu sân bay. Các tàu sân bay còn lại thường đang trong quá trình đại tu và hiện đại hóa kéo dài, khiến chúng không thể triển khai được trong 2 đến 3 năm. Các quốc gia khác đang báo hiệu niềm tin tiếp tục của họ vào khái niệm tàu sân bay bằng cách đóng tàu của riêng họ. Vương quốc Anh gần đây đã đưa vào vận hành 2 tàu sân bay mới, Queen Elizabeth và Prince of Wales, và Brazil đang thử nghiệm sử dụng máy bay không người lái từ tàu sân bay đã qua sử dụng Atlantico. Nhật Bản đang chuyển đổi 2 tàu khu trục sang cấu hình tàu sân bay. Pháp, Hàn Quốc và Nga đều đã công bố kế hoạch đóng tàu sân bay trong thời gian tới. Người vận chuyển phát triển theo thời đại các tàu sân bay đã tồn tại như vũ khí thống trị trên biển vì một lý do: chúng gần như hoàn toàn không có vũ khí.
con tàu chỉ đơn thuần là một sân bay nổi. Và sức mạnh thực sự của tàu sân bay và sự liên quan bắt nguồn từ cánh máy bay. Khi hàng không thay đổi, các tàu sân bay đã dễ dàng thích nghi để áp dụng công nghệ mới nhất. Từ piston đến động cơ phản lực và từ bom và ngư lôi không điều khiển đến vũ khí dẫn đường bằng laser hoặc GPS mới nhất. Ngày nay cánh máy bay tiếp tục thay đổi để thích ứng với thời đại. Trọng tâm vào lực lượng hải quân đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc là việc các tàu sân bay bổ sung tên lửa chống hạm tầm xa mới. Mang tên lửa SA-18IF Super Hornet và máy bay không người lái tiếp nhiên liệu trên không MQ-25A Stingray. Việc bổ sung vũ khí mới chỉ yêu cầu đảm bảo các máy bay trên tàu sân bay có thể mang chúng, và thêm các nhiệm vụ mới chỉ yêu cầu phát triển máy bay mới. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, giống như các tàu sân bay do Mỹ và Pháp vận hành, có những lợi thế độc đáo. Chẳng hạn như di chuyển với tốc độ cao, tốc độ tối thiểu được quảng cáo là 33 hải lý trong nhiều tháng mà không cần tiếp nhiên liệu. Điều này cho phép các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân nhanh chóng bay đến các điểm nóng trên thế giới, phản ứng nhanh hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Các tàu sân bay của Hải quân Mỹ cũng trang bị các cánh không khí lớn hơn, linh hoạt hơn. Không giống như tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga và Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc. Các tàu sân bay của Mỹ có máy bay điều khiển và cảnh báo sớm E-2 Hawkeye có thể hoạt động như một bộ thu thập radar bay, đề phòng vô số mối đe dọa từ tàu nổi cho đến tên lửa đạn đạo. Các tàu sân bay Mỹ cũng có thêm tới 30% máy bay chiến đấu tấn công và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 duy nhất F-35C. Sự linh hoạt bẩm sinh của một sản phẩm lớn trong việc ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là không gì sánh được. Greg Hooper, một nhà phân tích hải quân và giám đốc điều hành của Thermistical Advisory Group, nói với Popular Mechanics: những thay đổi về khả năng trên không và việc áp dụng rộng rãi các nền tảng không người lái có thể thay đổi trò chơi một chút, nhưng nhiều nền tảng này sẽ vẫn cần nhiên liệu, đạn và bảo trì, và điều đó thực sự chỉ có thể được cung cấp trên biển bởi một tàu sân bay mặt phẳng. Có thể là các tàu sân bay là thứ có khả năng tự duy trì. Hooper tiếp tục: khi ngày càng có nhiều quốc gia phát triển và triển khai tàu sân bay, câu trả lời tốt nhất lúc này có thể là đóng một tàu sân bay khác. Điều đó nói rằng, chúng tôi cần tận dụng sự đổi mới mà các sản phẩm lớn của chúng tôi cung cấp. Với các nguyên mẫu máy bay không người lái đang nổi lên với tốc độ chóng mặt, chúng tôi cần phải tiến nhanh hơn trong việc đưa chúng lên tàu. Nhưng mối đe dọa cũng phát triển 30 năm sau chiến tranh lạnh, một thế hệ vũ khí mới đã phát triển để đe dọa hàng không mẫu hạm. Một trong những loại vũ khí như vậy là kho vũ khí tên lửa đạn đạo chống hạm ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm DF-21D và DF-26. Có khả năng nhắm mục tiêu một tàu sân bay đang di chuyển ở phạm vi lên tới 2.485 dặm. Khoảng cách này xa hơn đáng kể so với tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu tấn công tạo nên cánh trên không của tàu sân bay để tấn công các tên lửa đó. Tàu sân bay phải đi xa trong tầm bắn của chúng. Đó là một đề xuất mạo hiểm khi xem xét tàu sân bay là tài sản chiến lược quốc gia và là nhà của 6.000 thủy thủ. Nga cũng đã phát triển vũ khí chống hạm mới. Vũ khí siêu thanh Kinzhan mới được phát triển từ tên lửa đạn đạo đất đối đất Iskander-M, được phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31 đã được sửa đổi. Kinzhan có tốc độ tối đa Mach 10, điều này sẽ làm phức tạp khả năng bắn hạ nó của một hậu vệ. Nó cũng được cho là có khả năng hạt nhân. Và mặc dù các tàu sân bay của Mỹ được thiết kế với vũ khí hạt nhân, một vũ khí như vậy gần như chắc chắn sẽ làm tê liệt, nếu không muốn nói là gây tử vong. Không có nhiều thứ có thể đánh chìm tàu sân bay, đặc biệt là trong thời bình. Một điều có thể thực hiện thủ thuật là chi phí tàu sân bay mới nhất. USS Ford tiêu tốn đáng kinh ngạc 13 tỷ đô la Mỹ để phát triển và đóng mới. Và đó chỉ là bản thân con tàu. Chi phí cho một cánh hàng không mới gồm 74 máy bay là khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ. Và chi phí cho các tàu hộ tống khác 10 tỷ đô la Mỹ. 30 tỷ đô la là rất nhiều chỉ để đưa 44 máy bay chiến đấu tấn công lên không trung. Và cao hơn theo cấp số nhân so với chi phí của các tàu sân bay và máy bay được chế tạo trong Thế chiến thứ 2, thậm chí tính cả lạm phát. Không giống như các tàu chạy bằng năng lượng thông thường, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân rất đắt, thậm chí là phế liệu. Tàu USS Bonhomme Richard bị cháy năm 2020.
có kích thước bằng một nửa tàu sân bay và tiêu tốn 30 triệu đô la Mỹ để xử lý. Tuy nhiên, tàu USS Enterprise chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể tiêu tốn từ 1 đến 1,5 tỷ đô la để phá dỡ. Với phần lớn chi phí sẽ được xử lý đúng cách 8 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A2W của con tàu. Cái gì tiếp theo? Bất chấp những nguy hiểm mới, Hải quân vẫn đặt niềm tin vào hàng không mẫu hạm. Dịch vụ này đang có kế hoạch xây dựng thêm 3 chiếc xe khác sau Ford, John F. Kennedy, Enterprise và Doris Miller. Đồng thời, dịch vụ đang có kế hoạch giới thiệu máy bay không người lái tiếp nhiên liệu trên không MQ-25A Stingray vào cuối những năm 2020 và máy bay chiến đấu thống trị trên không thế hệ tiếp theo để thay thế F-18EF Super Hornet bắt đầu từ những năm 2030. Với tốc độ này, các tàu sân bay hạng Ford sẽ thay thế các tàu sân bay hạng Nimitz hiện có trong đội bay trong một quá trình kéo dài đến năm 2050 và hơn thế nữa. Các tàu sân bay hạng Ford cũng được trang bị công nghệ cho phép nền tảng phát triển theo thời gian, chẳng hạn như máy phóng điện từ cho phép phóng các máy bay không người lái nhỏ hơn, nhẹ hơn. Ngoài ra, các con tàu được chế tạo với khả năng phát điện tăng lên để xử lý độ cao và tăng khả năng tạo ra năng lượng điện gia tăng cho các loại vũ khí như laser phòng thủ và súng ống. Hải quân có thể thực hiện các biện pháp khác để hạn chế chi phí. Máy bay chiến đấu không người lái có thể tham gia cùng phi hành đoàn trên boong tàu sân bay, bao gồm máy bay không người lái nhỏ hơn để chiến đấu cùng máy bay chiến đấu có phi hành đoàn và cuối cùng là máy bay không người lái có thể tự chiến đấu. Một trong hai loại sẽ rẻ hơn nhiều so với máy bay có người lái và sẽ giúp đảo ngược xu hướng sức mạnh không quân của hải quân không có khả năng chi trả. Máy bay không người lái về bản chất nhỏ hơn máy bay không người lái có điều khiển, có thể dẫn đến tàu sân bay nhỏ hơn, rẻ hơn. Các biện pháp khác có thể làm cho các tàu sân bay sống sót hơn. Hải quân có thể phá vỡ chuỗi tiêu diệt của lực lượng đối phương, mạng lưới cảm biến, thông tin liên lạc và vũ khí sẽ xác định vị trí, nhắm mục tiêu và tấn công tàu sân bay trên biển. Ngăn chặn một cuộc tấn công trước khi nó có thể diễn ra. Nó cũng có thể làm cứng hạm đội bằng cách cải thiện khả năng phòng thủ nhiều lớp của tên lửa, súng và tia laser để bảo vệ một nhóm tấn công tàu sân bay. Nó thậm chí có thể biến tàu sân bay thành tàu ngầm, tàu chỉ nổi lên để phóng và thu hồi các máy bay không người lái chiến đấu có vũ trang. Hệ thống vũ khí thích ứng bất tận, các tàu sân bay luôn phải đối mặt với những thách thức từ các cuộc tấn công kamikaze cho đến bom nguyên tử. Chỉ để di chuyển qua chúng sang phía bên kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong cả hai trường hợp, các tàu sân bay cùng chấp nhận mối đe dọa bằng cách thêm chúng vào kho vũ khí của mình. Dưới dạng tên lửa hành trình và bom hạt nhân, khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giống như chính nước Mỹ, các tàu sân bay dường như có khả năng thay đổi vô tận theo thời đại. Tuy nhiên, không có gì tồn tại mãi mãi. Chắc chắn một số công nghệ mới sẽ thay đổi trật tự và thời gian của tàu sân bay, giống như tất cả các loại vũ khí, sẽ kết thúc. Điều quan trọng là Hoa Kỳ đã đầu tư vào khái niệm tàu sân bay nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Phải thực tế về thời điểm mặt trời lặn cuối cùng trên sân ga. Hooper nói, tốt hơn là chúng tôi nên làm mọi thứ có thể để thu được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình. Họ cần cung cấp cho người dùng một lượng giá trị khổng lồ cả trong thời chiến và thời bình. Hiện tại, Hải quân phải đảm bảo có được lợi thế tối đa từ 11 tàu sân bay của mình. Chia sẻ hữu ích nhé!